Xin thân mến kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên màn hình của hệ thống Sài Gòn Network 51.3. Thưa quý vị, chương trình Chuyển hóa thân tâm lần đầu tiên đến với quý khán thính giả đồng hương, và chúng tôi hân hạnh được là người giới thiệu cho chương trình này đến với quý khán thính giả, sẽ đến với quý vị thường xuyên hàng tuần với những chi tiết, ý nghĩa và mục đích mà chúng tôi hy vọng sẽ được giải thích tường tận trong vài phút nữa đây. Nhưng mà lời đầu tiên thì xin trân trọng cúi đầu kính chào sư Thích Nữ Thanh Lương cũng như là ni sư Thích Nữ Minh Liên đã thay mặt cho Viên Thông Tự đến với quý khán thính giả đồng hương của đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa chị Ngọc Tân, kính thưa quý khán thính giả đài Sài Gòn Network. Hôm nay rất là vui được đến đây để mà thực hiện cái chương trình chuyển hóa thân tâm ở trên chương trình của đài. Dạ, và xin gửi đến lời kính chào rất là an vui đến cho tất cả. Dạ, cũng xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Chuyển hóa thân tâm. Và hôm nay thì cũng chào chị Ngọc Tân, và rất là hân hạnh để gặp chị trên cái chương trình đầu tiên này. Dạ vâng. Thưa quý vị, chắc chắn là quý vị cũng đã theo dõi một số những chương trình trên đài truyền hình Sài Gòn Network 51.3 mà bản thân chúng tôi đã được đến tận Viên Thông Tự để mà cùng theo dõi cũng như là giới thiệu với quý vị về những sinh hoạt của Viên Thông Tự, một ngôi chùa của các nữ tu, của các ni sư mà đã tạo dựng từ những cái mảnh đất ngày đầu tiên không có gì hết cho đến một ngày rất đồ sộ như là ngày hôm nay. Ni sư Thích Nữ Thanh Lương là trụ trì của Viên Thông Tự. Sau nhiều lần sinh hoạt với đại đài thì có nhã ý đem chương trình Chuyển hóa thân tâm đến với quý khán thính giả đồng hương, cùng với sự điều hợp của ni sư Thích Nữ Minh Liên là giáo thọ của Viên Thông Tự. Khi mà chúng tôi được trò chuyện tiếp xúc với lại các ni sư thì mới học được thêm cái chữ giáo thọ ngày hôm nay, là có ý nghĩa rằng là một người chịu cái trách nhiệm về gì. Thưa ni sư có thể nói cho quý dạ đồng hương được biết. Dạ, là chịu trách nhiệm hướng dẫn. Dạ, hướng dẫn về tu tập, hướng dẫn về những cái phương cách thực tập, cũng như là hướng dẫn về giáo lý. Dạ, thì gọi là giáo thọ. Dạ vâng. Trước hết thì bây giờ riêng với cái chương trình Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay đến với quý khán thính giả của đài thì chúng tôi rất là vui và hân hạnh, cũng như là mong rằng là cái chương trình này đem lại những cái điều bổ ích lợi lạc cho quý khán thính giả đồng hương theo dõi. Thưa ni sư, ni sư có thể cho quý khán giả được biết là ý nghĩa chính của chương trình Chuyển hóa thân tâm là gì ạ? Dạ, kính thưa chị và tất cả. Thật sự ra thì một số quý đồng hương cũng như là Phật tử rất là muốn được học hỏi cũng như là được chia sẻ trong cái đời sống, để làm sao mà mình có được cái sự an vui, làm sao mình có thể nhìn được vấn đề để có thể chuyển hóa được những cái sự khổ đau, để có được những cái hạnh phúc từ những cái vấn đề của gia đình, đời sống, vân vân. Thì thực hiện mà cái chương trình này ở trên đài TV Sài Gòn Network này thì đến rất là nhiều người. Tại vì quý vị nói rằng có như vậy thì quý vị có cơ hội nhiều hơn, nhiều khi bận đi làm không có dịp mà đi đến chùa. Dạ, thành ra đó là cái chương trình Viên Thông Tự được phối hợp với Sài Gòn Network để mà thực hiện chương trình này. Và trong cái mục đích của cái chương trình này thì có lẽ là sư giáo thọ sẽ thường xuyên lên đây để mà chia sẻ những cái đề tài chuyển hóa. Chuyển hóa đó là một cái hành động của một kết quả mà chuyển hóa những cái tiêu cực trở nên tích cực hơn, để đời sống của chúng ta mỗi một ngày chúng ta ý thức được làm sao tạo được những cái hạnh phúc cho đời sống mình, cho được cái ý nghĩa về ý thức được về thân, ý thức về tâm, và làm sao chuyển hóa để thân tâm của mình được an lạc. Thì khi mà mình hiểu được thì mình sẽ có cái cơ hội để mà mình chuyển hóa. Thì đó là cái mục đích chính của cái chương trình của chúng ta. Dạ. Xin mời sư giáo thọ. Dạ, cái mình sử dụng từ chuyển hóa là bởi vì cái trong cái nhìn của giáo pháp của Phật
thì cái từ chuyển nó có cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Là và khi mà Sim Minh Liên thực tập, và nhất là lúc mà áp dụng được với cái định luật bảo toàn năng lượng, đó là cái định luật là năng lượng không tự nhiên mà sanh ra, không tự nhiên mà mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác. Thì cái từ chuyển đó, nó sẽ có thể chúng ta năng lượng thì tâm ý nó cũng là một dạng năng lượng, và cái thân thể mình nó cũng sản xuất rất là nhiều năng lượng. Và nếu mà năng lượng tốt đó, thì mình gọi là sinh khí. Còn nếu mà mình những cái năng lượng xấu thì ai nhìn mình thì họ cũng muốn, hình như họ vì bảo vệ an toàn họ cũng phải tránh xa. Thì để mà mình nuôi dưỡng những cái năng lượng tốt này thì từ từ cái mình chuyển, mình chưa đủ tốt mình chuyển thành tốt, mình chưa đủ vui chuyển sao cho vui, mình chưa hạnh phúc thì mình chuyển sao cho hạnh phúc, và cuối cùng thì mình chuyển làm sao để cho mình cuộc sống của mình nó trở nên tốt cho mình và tốt cho mọi người. Thì đó là cái ý nghĩa chính của từ chuyển hóa. Dạ vâng, cảm ơn Ni Sư. Như vậy thì ai sẽ là cái khán giả mà được lợi lộc bởi những cái chương trình này ạ? Có phân biệt nam nữ hoặc là bất cứ một loại khán giả nào hay chăng ạ? Suy nghĩ cái từ chuyển hóa thì nó không có giới hạn bất cứ một khán thính giả nào, là bởi vì cái ai cũng cần phải chuyển, và chuyển sao cho tốt thì cái cuộc sống nhu cầu đó là chân thiện mỹ đó. Thì mỗi một người đến cái mục đích chân khác nhau, thiện khác nhau, mỹ khác nhau, nhưng mà vì vậy cho nên con đường nào đi đến cũng ok hết. Dạ vâng. Không giới hạn. Tức là cái người xem không cần phải phân biệt là bất cứ một cái tôn giáo nào hoặc là cái lứa tuổi nào, phải không ạ? Hay dạ, là giới tính? Dạ, không giới hạn. Dạ vâng, dạ. Tức là tất cả mọi người xem thì cũng có thể sẽ nhận được những cái ý nghĩa của cái chương trình này để mà tự chuyển hóa. Chắc là mình phải chuyển hóa tâm thì cái thân mình nó mới chuyển được, phải không ạ? Chứ còn mình nghe lời nói thì mình làm sao biết được là cái body, tức là cái thể xác của mình nó khỏe hơn. Nhưng mà vì cái tâm mình khỏe hơn thì nó sẽ đem đến cho cái vấn đề thể xác của mình khỏe mạnh hơn. Có phải ý của hai ni sư nói là vậy không ạ? Dạ, đúng rồi. Tại vì nếu mà gọi là thân á, với tâm ở trong cái cấp độ mà thấp nhất, đó là nó phải gắn liền nhau. Thì tâm mà an thì thân cũng khỏe, và ngược lại thân khỏe tâm cũng an, tâm cũng sẽ feel thoải mái. Dạ. Thì có một buổi sáng mà mình bước chân xuống giường với những bước chân một đêm không ngủ thì mình sẽ rất là không thoải mái. Nhưng mà nếu như tâm của mình mà mình dựng nó dậy để mà mình nghĩ về những cái điều tốt thì mình sẽ tạo cho thân mình một cái năng lượng mới. Và từ hai cái nó hỗ trợ lẫn nhau, và rồi nó chuyển với nhau làm sao cho tốt nhất. Một ngày là hạnh phúc, một ngày là an vui, dạ một vâng. ngày là khỏe mạnh. Rồi trong có những trường hợp những người đang theo dõi nhưng mà cái thân của họ nó đã quá là như là suy nhược hoặc yếu đuối, hoặc là chẳng hạn như chẳng may họ đang bị stroke, bị nằm trên giường để theo dõi, thì làm sao mà có thể dùng cái tâm để mà chuyển được cái thân nó khỏe mạnh trở lại? Cái điều đó liệu có thực hiện được không ạ? Đó là cả một sự nhiệm màu. Bởi vì suy nghĩ là tất cả những người nào mà đã qua những trọng bệnh đó, thì nếu mà được bác sĩ báo bị đi, chứ nói được thì không đúng, với trường hợp mà bị bác sĩ báo là chỉ còn hy vọng chữa trị là rất mong manh. Đó, nếu như người bệnh nhân đó mà suy sụp luôn cả tinh thần thì hình như là chết hơi sớm. Dạ, đi mau hơn. Dạ, dạ. Nhưng nếu mà họ vẫn quyết định rằng là còn những cái gì đó vẫn có thể làm được, thời gian này tuy ngắn, mình sẽ không đủ để cho mình bi ai, không đủ cho mình phiền muộn. Và mình hãy ráng là cái giờ phút nào mình sống thì mình vui, người vui. Mình bệnh, theo bình thường mình sẽ không vui. Nhưng mà đến lúc cái cấp độ đó là cấp độ phải là thân cứ bệnh mà tâm cứ an. Bởi vì khi mình chết thì thân ở lại đời chứ tâm thì nó không có chết đâu. Dạ vâng, dạ vâng. Nhưng mà thật sự ra ở tại chùa thì cũng có những cái chương trình trị liệu để phụ giúp cho thân. Dạ vâng. Dạ, để điều hòa thân. Thí dụ giống như những cái bệnh mà thí dụ như đau nhức hay là ngay cả stroke, làm sao nào để quét gốc lại thì cũng có những cái phương pháp để trị liệu. Dạ. Từ bên cạnh đó thì chúng ta còn có thêm những cái phương pháp tập luyện, tập thở, dạ, tập thiền, tập khí công, yep. Dạ, và sau đó thì chúng ta cũng có tập thiền để mà cho tâm của chúng ta nó điều hòa và thân tâm nó trở lại yên tĩnh. Dạ, thì với cái phương pháp nó trị liệu thì đó nó cũng sẽ rất là hỗ trợ cho trong cái vấn đề tâm của chúng ta, yep. Nếu mà thân an.
Dạ vâng. Dạ. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay với chương trình Chuyển hóa thân tâm do Ni sư Thích Nữ Thanh Lương từ Viên Thông Tự và Ni sư Thích Nữ Minh Liên là giáo thọ của Viên Thông Tự đến với quý khán thính giả đồng hương. Chương trình Chuyển hóa thân tâm sẽ đến với quý vị hàng tuần và xin quý vị tiếp tục giữ màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại ngắn để cùng hầu chuyện với quý khán thính giả.